quay qua xíu. Vô lắm. Ăn gian mặt. Ba đứa ngồi một chiếc xe bên đây giùm anh đi. Đúng rồi. Thành nặng quá ngồi đầu. Ôi ôi, nó ngồi sau cái bẹp xuống kìa. Ngồi luôn đi Hoàng Anh. Hay nha. Thế này đẹp rồi đó. Rồi. Thôi anh vô chuẩn bị gì đi cho mọi người. Thành nhìn thẳng đi Thành ơi, ngồi giữa lúc nào cũng nhìn thẳng. Kìa kìa, ông đang đứng đó kìa. Ừ, kêu dời xe. Anh em đứng đi nãy giờ chúng đứng tóc nào vậy? Đứng đây được à? Hay đi mẹ? Ê, bủ nhưng mà tí nữa anh chụp riêng từng người đó nha. Rồi anh đi đây mấy đèn chiếu. Anh đi đâu ạ? À? Ok anh. Mấy đèn chiếu. Cho anh được cái này đi. Rồi. Nha. Rồi. Rồi, 1 2 3. Đâu. Lát vô chút xíu anh Thành. Cái này bắt tôi đi không được. Cái này thua ba với ba ông này.